Hôm nay mới đi ra ngoài về là thấy con muối nó leo lên ông địa nằm luôn rồi. Quá bảnh rồi. Và một ngày học gia sư của trứng muối thì sẽ như thế nào? Thì cuối cùng sau bao ngày chờ đợi á, thì hôm nay mình cũng đã thỉnh được cô giáo về dạy lại cái nết của con trứng muối. Mà trước khi gặp cô mình phải cho nó tắm rửa sạch sẽ thơm tho đã. Có ai hay dùng cái chai hồng hồng này giống tôi không? Vừa thơm mà vừa trị viêm nấm da nữa. Mà mỗi lần tắm cho con trứng muối nó không bao giờ đứng yên được. Nó dậy như con lăng quăng vậy á. Phải xách hai tay nó lên vậy nè. Còn anh ba đặt cái thao xuống là tự động bước vô nằm im thôi. Rồi mọi người coi nhìn cái mặt nó ai kêu nó giống con trai không? Y chang con gái luôn, chỉ có cái nết con trai thôi. Tắm xong đó là cho hai anh em nằm đợi cô giáo tới. Trứng muối quay qua hỏi anh bánh bao lát nữa anh có học không. Bánh bao trả lời mày quậy thì mày học mình đi chứ. Và cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã tới, cái khoảnh khắc mà cô giáo với trợ giảng bước vô nhà. Tôi tin tưởng cái nết của nó có thể thay đổi từ đây, mà không phải chỉ mình con trứng muối học đâu mà tôi học nữa. Chứ mà gửi nó vô trường huấn luyện á thì nó chỉ nghe lời xong rồi sợ thầy cô ở chổng thôi. Về nhà nó gặp lại tôi hay cưng chiều nó cũng quậy lại. Nhờ vậy mà tôi mới biết được thêm nhiều kiến thức, ví dụ như khi mà nó hư với quậy không được đánh hay chửi nó, mà mình phải dùng một cái hiệu lệnh cố định như là không hoặc là dừng lại. Sau khi nó dừng cái hành động hư nó lại rồi thì mình phải cho nó ăn hoặc là khen thưởng nó. Chứ mấy lúc mà nó quậy cứ dùng tên chửi nó thì mai mốt nó nghe mình kêu tên nó sẽ sợ và không lại. Rồi mọi người coi trong lúc tôi ngồi học, nó nơ giày của người ta vô trong ổ nó luôn nè. Và phần tiếp theo sẽ là cô với lại nó làm quen với nhau. Mà bí quyết để chơi thân với tụi nó là cái đống đồ ăn nằm ở đây nè. Mà bữa học đầu tiên đó là chỉ có kiểm tra mức độ thông minh với lại kiểm tra cái tính xã hội hóa của nó. Và bài test thông minh đầu tiên đó là chùm cái khăn lên người của con trứng muối. Trong 15 giây mà nó thoát ra được thì sẽ đạt được thang điểm cao nhất là 3. Và sau 15 giây thì cái thang điểm sẽ hạ thấp từ từ xuống. Và bài tiếp theo đó là giấu đồ ăn dưới 3 cái ly. Trong 15 giây mà nó kiếm ra được cái ly có đồ ăn đó, thì cũng được 3 điểm. Đến với bài thứ 3 là giấu đồ ăn dưới đồ chơi. Cứ trong 15 giây mà nó lật đồ chơi lên lấy đồ ăn được là ok. Bài thứ 4 là giấu đồ ăn dưới một khoảng hở của bất kỳ món đồ nội thất trong nhà. Mà tôi thấy không có bài nào làm khó được trứng muối luôn á. Và bài thứ 5 là đi qua rào cản để lấy đồ ăn đặt ở bên kia. Rồi chưa được 10 giây nữa là nó biết đi vòng qua để lấy rồi nè. Sau khi test độ thông minh xong á thì muối nó được 14 trên 15 điểm. Còn qua bài test mà xã hội hóa, trứng muối ai nó cũng có thể chơi chung được hết á. Con nít, người lớn hay là bánh bao nó cũng thân được. Chỉ sợ mấy cái âm thanh karaoke của bà hàng xóm thôi. Và sau khi kết thúc buổi học đầu tiên á, mọi người coi trứng muối nó đuối nè. May là hôm nay chưa có học lệnh hay gì á nha.